Chào tất cả mọi người đã đến với video của em nha. Thì hiện tại em đang quay cho anh em xem một tấm chiếu gõ cốt Nam Phi nữa. Đây, hàng này vân rất là đẹp luôn. Cái này là vân đều là tự nhiên 100% nhá. Tại vì ở đầu là nó có một tí nước dâm nên là thợ em cũng đã xử lý rồi. Thì đấy. Còn ngoài ra thì cái này anh em có thể nhìn thấy vân rất là đẹp luôn. Cái này nếu mà em bêu bóng lên thì bảo đảm là đẹp cho anh em luôn. Tại vì cái này thì hiện tại thì nó chưa có làm qua cái khâu một khâu làm đẹp là cái khâu bóng đấy. Thì cái tấm này thì hiện tại kích thước nó đang là 1m90, dài 18 mà dài là 3m02 nhá, dài là 3m02. Tấm này thì vân thì quá là ok luôn mà. Tấm này thì vặn gỗ rất là sáng luôn. Cái tấm này hiện tại là nó là chiêu gõ hay cốt Nam Phi nè. Nên mình thấy này quá là ok luôn, quá là xuất sắc luôn. Thì nói chung hiện tại bộ này thì em bán với giá, anh em nếu mà quan tâm nha, em để giá thì nó cũng ngang với cái tấm kia luôn, là 93 triệu làm bao ship cho anh em. Thằng này thì nói chung thì vân là cực kỳ là đẹp luôn. Dài 18 là dài 3m02 và dày là rộng là 1m90. Hàng này thì vân hầu như là trên mặt là đều có vân hết khắp mọi mặt luôn. Đây anh em có thể nhìn thấy nha, 93 triệu là 3 ship thôi. Nói chung hàng này thì em bán không có đắt đâu. Nếu mà giá này thì với tầm 1m90 thì rất là rẻ luôn rồi. Thì nói chung thì em thì em bán thật lòng với anh em, có lỗi chỗ nào em báo chỗ đấy. Với lại là em bán đúng gỗ cho anh em luôn, chứ không có như một số người khác. Nói chung ở chỗ em nhé, ngày xưa cũng có một cái đấy là gọi là người bạn của em luôn, cũng bằng tuổi em luôn. Thì cái đấy là lấy một cái loại gỗ xoan đào nhé, nhưng mà lại bán là gỗ gõ. Thì cái tấm đấy chỉ giá có mấy chục triệu à, nhưng mà đấy là anh em phải hiểu rồi. Thì nói chung thì em thì bán là nói chung thì gỗ nào thì bán gỗ đấy, lỗi chỗ nào em báo chỗ đấy luôn, kể cả người tiêu dùng mua của em báo hết lỗi luôn. Thì hiện tại tấm này thì nó anh em thấy như thế đầu nhá, đầu bên này nó không có lỗi gì hết nhá, nó chỉ có một tí lỗi bên đầu bên này thôi. Đầu bên này thì nó chỉ có nước dâm một tí thôi, nhưng mà thợ em mà đã xử lý hết rồi nha. Thì anh em nào nếu mà quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo là 033 338 779 nhé. Rồi, anh xin kết thúc video đây nha.